Bài thuốc quý chữa bệnh cao huyết áp, mỡ máu kỳ diệu chỉ từ hai nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp. Ông Thường vốn mắc bệnh huyết áp khi 75 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh cho đến 91 tuổi nhờ bài thuốc đơn giản mà kỳ diệu này. Đông y có câu nói nổi tiếng rằng bác sĩ tốt nhất là chính mình, bệnh viện tốt nhất là nhà bếp. Điều này nghe có vẻ lý thuyết, nhưng chiêm nghiệm thực tế thì đúng là như vậy. Nếu bạn quan tâm tới những giải pháp ăn uống hỗ trợ sức khỏe. 75 tuổi mắc bệnh nặng, hồi phục thần kỳ. Ông Thường Thiệu Phân, 91 tuổi, mới được kênh truyền hình đưa tin chia sẻ về bài thuốc chữa bệnh vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể giúp ông chữa được bệnh huyết áp, mỡ máu, chắc xương khớp. Ông Thường kể, khi 75 tuổi, ông mắc bệnh xơ cứng động mạch não. Mặc dù sau đó chữa trị trong một thời gian dài, có đỡ hơn, nhưng di chứng để lại rất nhiều vấn đề rắc rối. Cả cơ thể sờ vào đâu cũng có bệnh, đau mỏi khắp nơi. Nghe thông tin từ con trai ông hướng dẫn, ông làm món đậu đen ngâm giấm để tự chữa bệnh. Không ngờ sau vài tháng sử dụng, sức khỏe của ông có sự thay đổi đáng kể. Ông cảm thấy chân tay bắt đầu có chút sức lực, răng miệng đặc biệt tốt, không còn cảm thấy có bệnh về tim não. Các bệnh của người già trước đây cũng nhờ đó mà giảm đi rất nhiều, vô cùng kỳ diệu. Bản thân ông cũng rất ngạc nhiên. Không chỉ cá nhân ông áp dụng thành công mà bạn bè trong làng cũng học theo phương pháp này. Sức khỏe của họ cũng được cải thiện hơn trước. Bí quyết về bài thuốc này cuối cùng cũng được ông công khai lên phương tiện truyền thông. Bởi nguyên liệu dễ kiếm, có thể thực hiện dễ dàng. Nếu kiên trì ăn, kết quả sẽ có thể tự cảm nhận được. Món đậu đen ngâm giấm có gì đặc biệt? Nguyên liệu 500g đậu đen, tốt nhất là dùng loại đậu đen xanh lòng. Một chai giấm. Ông Thường dùng giấm nhãn hiệu Sơn Tây Lão Trần, một loại giấm nâu truyền thống. Cách làm như sau: rửa sạch đậu bằng nước lạnh, nhặt hết tạp chất, để đậu ở nơi khô ráo, phơi khô, đảo đậu cho ráo nước hoàn toàn. Khi đậu khô vỏ thì cho vào bình thủy tinh miệng rộng, có nắp đậy. Tiếp tục cho giấm vào ngập đậu. Số lượng đậu chỉ nên chiếm khoảng 2/3 bình, để dành không gian khi đậu nở ra. Khi giấm ngấm hết vào đậu khoảng một nửa thì có thể rót thêm giấm. Trên nắp bình cần ghi chú ngày tháng ngâm để canh chừng thời gian ngâm đủ. Đậy kín nắp bình, để nơi thoáng mát, đủ 2 tháng là có thể sử dụng. Cách ăn như sau: mỗi ngày ăn 2 thìa. Nếu người có đường ruột không tốt thì có thể làm ấm lên để ăn, hoặc có thể trộn thêm một chút mật ong ăn cùng. Lưu ý, bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính có triệu chứng suy thận không nên ăn đậu đen, bởi vì nó có chứa chất purin, có thể gây suy thận ở những bệnh nhân có axit uric cao. Ông Thường cho biết, đừng đánh giá thấp muỗng đậu đen này. Trong nhiều năm qua, chúng có vai trò đặc biệt lớn đối với sức khỏe của tôi. Có rất nhiều hàng xóm của tôi cũng đã học theo cách này, đặc biệt là người mắc bệnh cao huyết áp, cao mỡ máu đều có thể chữa khỏi. 2 muỗng một ngày, không còn lo mắc bệnh mãn tính. Tại sao vài thìa đậu đen ngâm giấm lại có tác dụng kỳ diệu đến như vậy? Theo đông y, đậu đen vốn là thực phẩm dưỡng sinh truyền thống. Trong dân gian hiện nay vẫn lưu truyền câu nói: muốn sống trường thọ, hãy ăn đậu đen. Trong cuốn sách về trung y dược, Bản thảo cương mục có nêu ví dụ nuốt hạt đậu đen vào buổi sáng giúp con người sống khỏe và sống thọ. Bên cạnh đó, khi kết hợp đậu đen và giấm, các thành phần trong giấm và đậu đen có thể phát huy tối đa tác dụng, tạo nên lợi ích kép do kết hợp thực phẩm. 1. Tác dụng giảm mỡ máu. Đậu đen có chứa một lượng lớn glycinin, có thể làm giảm cholesterol, axit linoleic, lecithin và axit béo khác. Các thành phần hữu ích này có thể làm mềm mạch máu, giãn nở các mạch và thúc đẩy tuần hoàn máu. Viện Sinh học Nhật Bản đã nghiên cứu cho thấy tác dụng của đậu đen ngâm giấm có hiệu quả trong việc hạ lipid máu. Nghiên cứu này cũng cho thấy việc ăn đậu đen ngâm giấm trong 8 tuần thì có tới hơn 80% số người có chỉ số lipid giảm. Tác dụng làm hạ huyết áp. Trung tâm Y tế Y học thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang tiến hành một nghiên cứu trên 60 người mắc bệnh cao huyết áp và cho ăn đậu đen ngâm giấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hạ huyết áp của nhóm bệnh nhân thử nghiệm có tác dụng một cách rõ ràng. Điều trị các bệnh mãn tính. Giấm ngâm đậu đen còn có tác dụng làm đẹp, giảm cân, bổ thận,
sáng mắt, giúp tóc đen hơn, hạn chế tóc bạc, cải thiện các triệu chứng táo bón mãn tính, huyết áp cao, cholesterol cao, đau lưng, đau chân, tiểu đường, bệnh tuyến tiền liệt, tóc bạc sớm, bệnh tim mạch vành. Một số người ăn trong 2 tháng nhận thấy tác dụng cụ thể như hạn chế được chứng rụng tóc và tái mọc tóc mới. Cải thiện thị lực. Tại sao đậu đen có thể ức chế việc giảm thị lực? Bởi vì chất chống oxy hóa anthocyanin có lợi cho mắt, có rất nhiều trong đậu đen. Bên cạnh đó, do rất giàu vitamin A, khi ngâm giấm sẽ làm cho đậu giải phóng các chất, góp phần giúp cơ thể hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng. Vì vậy, ăn đậu đen ngâm giấm có thể cải thiện thị lực, giúp bạn phòng tránh một phần tác hại khi xem máy tính, TV, điện thoại quá lâu. Các hiện tượng đau mỏi mắt, khô mắt cũng sẽ được cải thiện. Những người có bệnh về mắt khác cũng nhận được những tác dụng tốt. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.